Chiều ngày 27 tháng 12, Ban Thường vụ tỉnh đoàn An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn hội năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, tuổi trẻ An Giang đã thực hiện 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, 78 công trình thanh niên cấp huyện và 1.296 công trình phần việc cấp sở với tổng kinh phí trên 34,8 tỷ đồng. Với chủ đề Tuổi trẻ An Giang tự hào tiến bước dưới cờ đảng, bao gồm 4 nhiệm vụ trọng tâm, 9 chỉ tiêu và 5 công trình thanh niên đề ra. Tuổi trẻ An Giang quyết tâm cùng nhau xây dựng chương trình công tác đoàn và hội phong trào thanh niên năm 2020 thiết thực, đặc biệt tập trung công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, được các cấp bộ đoàn quan tâm, chú trọng cả về chất và lượng, để hướng đến lập thành tích, chào mừng đại hội đảng các cấp và 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vinh dự được Trung ương đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng cờ thi đua. Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng khen thưởng cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Đặc biệt, Trung ương đoàn đã trao tặng quy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho 3 đoàn viên là chiến sĩ công an thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang vì dũng cảm cứu người trong lúc thi hành nhiệm vụ vừa qua tại thành phố Long Xuyên.